Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là thầy Ezzy đây, tiếp tục với series đó chính là Drum Assemble nha anh em ơi. Một tựa game giống Liên Quân nhưng mà các nhân vật trong anime ha. Rồi mình sẽ chọn một nhân vật support đi. Không có support đúng không? Mình sẽ làm nhân vật support luôn. Ok, support đơn giản thôi mà anh em. Đấy, tôi sẽ chọn nhân vật support ở đây. Rồi, tôi sẽ chọn cái gì nhỉ? Cái này là sẽ giúp giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch xuống 50% trong vòng 2,5 giây và giảm 30% đam anh em ạ. Cái này cũng hay ha. Strong này thì thêm máu. Ok, cái này đánh hay hơn này. Đây mình sẽ tăng thêm 30% máu tối đa trong vòng 4 giây anh em ạ. Sau khi ok, con này thì nó sẽ tăng máu nó trâu chó các kiểu đà điểu hơn. Rồi và mình sẽ chọn cái gear 3 là tăng và support nha anh em ơi. Theo hướng tăng và support nhé. Mình là support là gì nữa? Tôi hướng đi hướng support mà anh em. Tôi sẽ đi cùng con Yuriu Ishida. Bên mình có Gon à? Chưa từng thấy con Gon này bao giờ. Bên họ có Yuri Daruri, bên họ bình thường anh em ạ. Chỉ cần là bảo kê tốt cho con AD thôi. AD dùng cái gì thế này, không được tốc biến luôn. AD không thể dùng tốc biến luôn anh em ạ. Đủ luôn. Đấy sao? AD bên nào họ có support không? Bên nào không có support luôn. Hình như bên nó không có support anh em ạ. Dễ đánh rồi đấy. Có vẻ là ổn đấy anh em. Rồi, đây là ma bư béo anh em ạ. Đi cùng con này nè. Let's go. Cái chiêu đầu tiên là chiêu nhảy anh em ạ. Nó có tác dụng như kiểu là slow làm chậm kẻ địch ấy, anh em. Khá là hay. Em mình thấy chưa là khá hay. Các bạn chạy nhanh nhỉ? Đi vào rừng làm gì vậy? Đi vào rừng làm gì vậy? À, hỗ trợ con rừng đánh một tí cho con rừng anh em ạ, cũng được. Đánh tí nha. Farm đây bạn ơi. Đúng rồi, ok. Chúng ta sẽ đứng bên này để đập nó luôn, hả? Không vào đây luôn. Rất tỉnh và đẹp trai. Có thể đi một mình luôn kìa anh em. Này đi một mình luôn này. Tôi sẽ đứng đây đợi. Đợi lên thôi. Kiểu gì nó cũng sẽ đi nhầm sang bên này và mình sẽ có chiêu 2 chiêu hút để hút kẻ địch về phía mình nhá. Cũng khá hay. Như mình thấy nó cũng khá là hay ho. Đó nhỉ. Vất Blood rồi, hay quá. Gon đến từ Hunter x Hunter ha. Con đấy khỏe phết. Mình lấy cái chiêu kia xong rồi mình đi, mình đâu làm đâu thì đi. Hoặc là mình sẽ ra mid được. Ra mid hỗ trợ cũng được anh em. Chúng ta sẽ chạy qua kiểu hải đường. Ra hay không ra? Đánh thì không đánh. Tốt. Nốt rồi. Thôi. Ăn đấy anh em ơi, ăn đấy. Ăn con này. Bảo kê để ăn chứ. Rồi ok, let's go. Hay thế là gì đó. Cho hỗ trợ cho xuống bot đi. Bot hỗ trợ con kia đi. Đập luôn nha. Fushiguro, ok. Tôi sẽ support xuống tận đây à. Hỗ trợ. Chat team.
mấy mấy cái hướng đường trên thì đang đang rất là ngon, rất là khỏe. Con này ra mít không? Có nên ra mít không anh em? Mình nghĩ nên nên ra mít. Cano Osage. Được anh em ơi, hỗ trợ con này ăn luôn. Không chết ở đâu anh em ơi. Không chết ở đâu. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đánh đi, tôi có cái hồi sinh anh em ạ. Ảo lắm anh em. Chúng ta có cái hồi sinh cơ. Nó bá đạo vãi. Thề cái chơi bá đạo. Đánh hay quá, 8-1 rồi. Đỡ thế nào được đúng không? Thằng Gon đánh hay. Phải nói thằng Gon đánh rất là hay ho. Chúng ta là support đi drum anh em ạ. Đi drum khắp bản đồ luôn. Còn cái đỡ nào được. Không có cái cửa đỡ luôn. Thật sự là như vậy. Lên kia để gánh mấy thằng thằng mít kia cũng khá là kinh nha. Nói chung là chúng ta ủi. Lên top à. Đi nào, đi nào. Mình có cái lấy cái strong thì khỏe phết anh em. Vào rừng. Nó khá là tỉnh táo anh em nhé. Tại chưa có nào ở đây luôn. Thôi, lùi đã lên. Con kia nó bị ép vào tận như thế thì làm sao đỡ được đúng không? Team nó bị ép quá. Mình giết được một mạng anh em ạ. Chuyên gia support ở đây. Đẩy đi, đẩy top ấy. Đẩy đi. Ok. Làm sao nó có cái cửa để ấy được nữa. Bọn nó chịu chết rồi đấy. Vào đây. Sắt đao rồi. Ây à. Nó di chuyển ở kia anh em. Nó có cái lãnh địa. Lãnh địa hay phết à. Thôi lùi đi. Lùi đi đã. Đây này. Đây này. Lùi đi. Lùi về đi. Hơi xịt anh em ạ, hơi xịt cái đấy đó, nó bị delay một giây anh em. Không có đâu. Vui về đi, không là bắn ra à. Cứ bình tĩnh thôi. Nó ngơ cái nó đấm cho giờ. Thế này, sao con kia không xuống đây ăn con này nhỉ? Thôi. Thôi rồi, lùi về anh em ạ, nó trong lãnh địa. Lãnh địa này hay. Hay. Không ai ăn con này à? Ăn đi. Chứ không có rừng ở đây. Không có rừng thì vẫn đẩy chứ sao? Mình phá nhà. Đẩy nhà luôn. Hay quá. Đỡ thế nào được hả bạn? Đánh nè. Thoải mái, tôi tăng cơ luôn. Tôi làm tăng cơ luôn mà. Thôi được rồi, ok, nên rút về anh em ạ. Mình cũng chẳng sắn lắm, nhưng mà chúng ta cần phải sử dụng cái chiêu biến thành bánh để nó thành thục hơn tí. Anh đi. Vào đây. Chưa có kinh công anh em nhỉ?
Thoải mái đi, anh làm tăng cơ cho chú mà. Đánh đến cả ngày. Quá hay. Siêu support anh em, siêu hỗ trợ, siêu support. Hay đi không? Ôi, nó chịu thua mà. Sức ép của Majin Buu anh em ạ. Quá là kinh khủng. Đi roam khắp từ mid, bot, các kiểu mà nó không có support. Bọn nó ngáo ngơ là nó không có support anh em ạ. Tôi hỗ trợ nhiệt tình luôn. Không chết mạng nào đúng không? Còn Nezuko mình hỗ trợ đi ăn các cái mục tiêu lớn. Quá là khỏe. Làm gì làm sao mà qua để đỡ được. Không ai ấy à? Không ai cho mình like à? Tôi đánh hay như thế này mà không ai cho tôi like luôn. Chắc là con này cho mình like đấy anh em. Tôi chẳng biết được đúng không? Qua cho tôi like à? Thằng Gon này đánh hay nè. Gon này đánh cũng rất là hay nha. Đây thằng này cũng đánh like lại mình. Mình thằng này nó không like mình luôn. Ok, mình like cho hai thằng đấy. Xong rồi, đẹp luôn. Team đó bất lực. Nhưng mà Gon không ngon nhỉ? Gon đánh hay thế. Nó đi đường ấy. Có ai chết không? Con này chết hai mạng. Gon chết một mạng. Đâu có ai chết đâu. Quá khỏe anh em nhá. Rồi và ok, xin chào và hẹn lại anh em nhá.